Trong tập trước, Tiêu Viêm cùng nhóm Tiểu Y Tiên và Tô Thiên bám theo Ứng Sơn lão nhân, tìm cơ hội ra tay cướp đoạt Bồ Đề hóa thể tiên, nhưng không chỉ có mình hắn, Hàn Phong, Mạc Thiên Hành cũng đang âm thầm đi theo. Nhất thời Ứng Sơn lão nhân rơi vào thế khó, bị rất nhiều cường giả đấu tông bao vây, không thể thoát thân. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Ý nghĩ trong đầu như điện quang cấp tốc xẹt qua, một lúc lâu sau, Ứng Sơn lão nhân mạnh mẽ cắn răng một cái, khẽ lật tay lên, một chiếc hộp ngọc phỉ thúy liền xuất hiện trong tay lão, cầm lấy rồi biến đi, lão phu sẽ nhớ kỹ ân oán ngày hôm nay. Ứng Sơn lão nhân cũng là một người cực kỳ thức thời, thấy được cục diện lúc này, lão đã không còn lựa chọn nào khác, lập tức lão gầm lên một tiếng, chiếc hộp ngọc trong tay liền bắn vút lên trời. Hộp ngọc vừa rời tay, Ứng Sơn lão nhân thân hình liền chớp động, trực tiếp thoát khỏi vòng vây mà chạy trốn, nhưng thân hình lão vừa động, bốn đạo công kích hùng hậu liền bất ngờ phóng tới, khiến cho lão vội vã né tránh một cách chật vật. Lão già này thực sự khinh bọn ta là lũ ngu à? Hàn Phong cười lạnh một tiếng, không thèm liếc về chiếc hộp ngọc ở trên không trung lấy một cái, ý nghĩ rằng Ứng Sơn lão nhân căn bản là không thể nào mà dễ dàng đem Bồ Đề hóa thể tiên giao một cách nhanh chóng và dễ dàng như thế. Bị lời này của Hàn Phong chọc đến phát điên, Ứng núi lão nhân mắng không ra hơi, lũ ngu nhà các ngươi. Tiếng quát vừa dứt, thân hình Ứng Sơn lão nhân liền chuyển động, vội vàng phóng về phía chiếc hộp ngọc. Nhưng lão vừa mới động thân, một cỗ hấp lực đột nhiên xuất hiện, chiếc hộp ngọc nhoáng lên một cái phóng đi, cuối cùng trong ánh mắt tức giận của lão đã rơi vào trong tay hắc bào thanh niên với sắc mặt cũng hơi có chút ngần ngừ. Nhìn chiếc hộp ngọc trong tay, nhất thời Tiêu Viêm có chút thẫn thờ, vừa rồi hắn chỉ là tùy ý ra tay, căn bản không ngờ rằng thứ này lại dễ dàng lọt vào tay mình như vậy, thế mà lại là đồ thật à. Ánh mắt dại ra nhìn gốc Bồ Đề hóa thể tiên, ngoại trừ Ứng Sơn lão nhân ra, cơ hồ khuôn mặt mọi người ở đây ai nấy đều trở nên cứng ngắc. Chẳng ai ngờ tới, dựa vào tính tình của Ứng Sơn lão nhân, lại nhanh chóng đem vật đó giao ra dễ dàng như thế. Nhưng tràng cảnh chân thực xuất hiện trước mắt bọn họ lúc cũng đã khiến cho khuôn mặt không ít người trở nên nóng cháy. Suy, ngay tại sát na Tiêu Viêm khẽ nhích cằm, ngay lập tức Hàn Phong liền động thân, hóa thành một bóng đen, phóng thẳng về phía Tiêu Viêm như trước. Hừ, thân hình Hàn Phong vừa chuyển động thì Tiêu Viêm, lúc này vốn đang vô cùng cảnh giác với mọi động tĩnh chung quanh, liền hừ lạnh một tiếng. Ngân quang chói mát từ trên đôi chân bạo xuất, thân hình rung động một cái, chỉ thấy lưu lại một đạo tàn ảnh, còn thân thể hắn đã xuất hiện tại vị trí cách đó hơn 100 mét. Kế đến cũng nên chuẩn bị đại chiến một trận đi, nếu cần ra tay thực sự thì hưu chết về tay ai vẫn còn khó nói lắm. Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong đôi mắt đen đột nhiên nảy lên một tia nhìn nóng rực, trầm giọng nói. Tô Thiên, Tiểu Y Tiên, Tử Nghiên ở bên cạnh đều khẽ gật đầu, đối phương mặc dù nhân số đông hơn, nhưng mà bọn họ bên này lực chiến đấu trung bình lại mạnh hơn rất nhiều. Tô Thiên nói, cứ tiếp tục chờ một lát nữa là chúng cường giả của Tiêu Môn cùng già Nam học viện sẽ tới liền, đến lúc đó sẽ thoải mái hơn một chút. Lời Tô Thiên vừa dứt, từ đằng xa đột nhiên truyền đến từng đạo âm thanh xé gió, rồi một lượng lớn nhân ảnh xuất hiện trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Cuối cùng thì họ cũng đã tới. Cảm nhận thấy những khí tức quen thuộc, Tiêu Viêm mấy người liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vô vàn bóng người đang phóng vút đến, cũng khiến cho Hàn Phong chú ý. Lập tức y cười lạnh một tiếng, bàn tay vung mạnh lên, tiếng quát âm lạnh tràn ngập sát ý vang vọng khắp chân trời. Tô Thiên cùng nữ tử kia để ta cùng với Mạc tông chủ ngăn trụ. Phùng Ngôn, ngươi dẫn các cường giả Ma Viêm vây bắt Tiêu Viêm. Chỉ cần cướp Bồ Đề hóa thể tiên vào trong tay, hắn có sống hay chết cũng mặc. Tiếng quát lạnh tràn ngập sát ý của Hàn Phong phá vỡ bầu không khí ngưng trọng ở nơi này. Chúng cường giả Ma Viêm Cốc cùng Hắc Hoàng Tông vào giờ khắc này đều bộc phát ra sát ý kinh thiên, mục quang lạnh lẽo nhìn đoàn người Tiêu Viêm, hơn nữa cũng phân ra một bộ phận cường giả tới nghênh đón những cường giả của Tiêu Môn cùng già Nam học viện mới xuất hiện phía chân trời. Tiểu cô nương tóc tím kia cứ để cho con cùng với Tể trưởng lão đối phó là được. Mạc Nhai đang đứng phía sau Mạc Thiên Hành bỗng mỉm cười nói. Mạc Thiên Hành thoải mái gật đầu, cũng chẳng có ý tứ nhắc nhở hai người này. Mạc Nhai cùng Tề Sơn liên thủ, trong cấp bậc đấu hoàng ít có địch thủ, đối phó với một tiểu cô nương hẳn là không vấn đề gì. Mặc dù hắn cũng biết tiểu cô nương tóc tím kia có chút hơi cổ quái, nhưng sự cổ quái cũng không hẳn đã là đại biểu cho sức mạnh. Động thủ đi, không nên tiếp tục dây dưa. Hàn Phong khoát nhẹ tay áo, nhàn nhạt nói. Câu nói của Hàn Phong vừa dứt, một cỗ khí thế mạnh mẽ tràn ngập âm lãnh đột nhiên từ trong cơ thể y bùng phát ra. Dưới chấn động từ luồng khí tức cường đại này, chỉ thấy phía chân trời trong vắt đột nhiên ngưng tụ một đoàn mây đen dày đặc, nhất thời ánh dương quang ấm áp nhẹ chiếu từ thiên không cũng bị ngăn lại. Chiếc áo bào xám bay phần phật dưới gió, trong đồng tử Hàn Phong từ từ hiện lên một màu đỏ sậm, mục quang dần trở nên lạnh lẽo, y nhìn thẳng về phía Tô Thiên. Lão già kia, mấy năm rồi không gặp, hôm nay ta muốn xem ngươi còn có được như lúc xưa hay không. Cảm thụ được sức mạnh từ một quyền này của Hàn, sắc mặt Tô Thiên khẽ biến, tay áo đột nhiên trở nên cứng rắn như sắt, mang theo một cỗ kình phong băng hàn, nặng nề va chạm với quyền đầu của Hàn Phong. Thấy Tô Thiên cùng Hàn Phong đã xảy ra chiến đấu kịch liệt,
Trong mắt ba người Phương Ngôn xẹt lên một chút hàn quang, kế đó mục quang xoay chuyển nhìn về phía Tiêu Viêm, cười lạnh một tiếng, ba người lập thành một hình tam giác, chậm rãi tiến về chỗ hắn. Thấy ba người Phương Ngôn hành động, Tiểu Y Tiên sóng mắt lưu chuyển, nhưng nàng chưa kịp có động tác gì, trước mặt đã xuất hiện một bóng người. Mạc Thiên Hành cười tùng tìm nói, đối thủ của cô là ta, đừng không nên vì những kẻ khác mà phân tâm chứ. Đôi mắt anh đào nhàn nhạt liếc nhìn Mạc Thiên Hành, làn môi thanh tú của Tiểu Y Tiên chậm rãi nhếch lên một cách quỷ dị, một đoàn khí vụ màu tím lặng lẽ tràn ra từ thân thể nàng. Khi Mạc Thiên Hành ngăn trụ Tiểu Y Tiên thì ba người Phương Ngôn cũng đã vây quanh Tiêu Viêm. Thấy gã vẫn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ bình thản, Phương Ngôn không khỏi cười khẩy, đã sớm nghe qua của thủ lĩnh Tiêu Môn năm đó ở Hắc Giáp vực uy phong như thế nào. Hiện giờ gặp mặt, thật sự đúng là anh hùng xuất thiếu niên, chỉ có điều là hôm nay ba người lão phu đây sẽ phải đắc tội rồi. Tiếng nói vừa dứt, Phương Ngôn đột nhiên quát lớn, lão nhị, lão tam. Nghe thấy tiếng quát của Phương Ngôn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão Ma Viêm Cốc ở một bên nhất thời quát theo một tiếng, trượt phi thân lùi lại một khoảng, thủ ấn cấp tốc biến động. Theo sự biến đổi từ thủ ấn của ba người, ba đoàn hỏa diễm màu xám nhạt đột nhiên từ bên trong cơ thể họ chậm rãi phóng thích, một lát sau trực tiếp thoát ly thân thể họ bay vút ra tại vị trí trung tâm, ba người ngưng tụ lại cùng một chỗ, nương theo ba đoàn hỏa diễm màu xám nhạt dung hợp, ngắn ngủn nửa phút thời gian, một đoàn hỏa diễm màu nâu quỷ dị chậm rãi trôi nổi trên bầu trời. Đoàn hỏa diễm màu nâu này vừa xuất hiện, nhiệt độ ở mảng chân trời này đột nhiên tăng vọt, thậm chí không gian chung quanh ngọn lửa kia cũng đã xuất hiện một chút vặn vẹo. Nhiệt độ của loại hỏa diễm này có lẽ là đã gần so sánh được với dị hỏa. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn đoàn hỏa diễm màu nâu kia, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc, có chút hứng thú lẩm bẩm, đây chính là cái thứ lộng diễm quyết kia chăng? Ngọn lửa giống như một mặt trời màu nâu xám trôi nổi trên đỉnh đầu của Tiêu Viêm, nhiệt độ khủng khiếp không ngừng thiêu đốt khiến cho không gian bị vặn vẹo vô cùng khủng bố. Sức nóng đã gần giống năm đó khi Tiêu Viêm lần đầu đoạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, nhưng dù Tiêu Viêm nghĩ như vậy, thì rõ ràng ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc lại không nghĩ như vậy. Bọn họ vô cùng tin tưởng vào ngọn lửa màu nâu xám đã dung hợp tất cả đấu khí trong cơ thể của bọn họ lại này, bởi vì trong vài năm nay, giả dị hỏa đã làm cho không ít đối thủ của bọn họ phải bỏ mạng, kể cả một ít cường giả đỉnh cao của Hắc Giác vực. Chỉ nghe Phương Ngôn cười lạnh một tiếng, ngọn lửa màu nâu xám lượn lờ bốc lên, rồi đột nhiên phân ra thành ba đoàn riêng biệt, nhanh chóng rơi vào trong thân thể của bọn họ. Sau khi ngọn lửa đó xâm nhập vào trong cơ thể, khí thế tràn ngập bên ngoài ba người Phương Ngôn đột nhiên trở nên cuồng bạo dữ dội, kình phong nóng cháy áp bách như thủy triều, không ngừng hướng về phía Tiêu Viêm đang đứng ở giữa ba người mà thổi quét đến. Tuy vậy vẻ mặt Tiêu Viêm cũng không biến đổi mấy, mặc cho áo bào bị thổi bay dữ dội, hắn thản nhiên nhìn ba người cười nhạt, ba vị, dung hợp xong rồi à, nhưng hình như chưa đả thương người đã tổn hại đến mình trước rồi thì phải. Nghe được tiếng cười của Tiêu Viêm, Phương Ngôn cũng cười lạnh nói, Tiêu Môn chủ nhãn lực thật tốt, trong cơ thể ba người lão phu, đích xác sẽ xuất hiện tổn thương không nhỏ, mỗi khi sử dụng lộng diễm quyết để dung hợp ra hóa sinh hoàn này. Có điều nếu để đoạt lại được bồ đề hóa thể tiên, bị tổn thương một chút cũng không tính là cái gì. Lộng diễm quyết của Ma Viêm Cốc thật là độc đáo, thì ra hóa sinh hỏa được tạo thành như vậy. Nhưng hóa sinh hỏa này nếu so sánh cùng dị hỏa chân chính thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Tiêu Viêm mỉm cười, thủ ấn trước người chậm rãi biến hóa, rồi đột nhiên ngưng tụ, thiên hỏa tam huyền biến. Tiêu Viêm thầm hô, một ngọn lửa xanh biếc như núi lửa từ trong cơ thể thổi quét ra, lượn lờ tại bên ngoài thân thể một lát, sau đó dần dần lui lại vào trong cơ thể. Khi ngọn lửa rút lại hết vào trong nháy mắt, khí tức của Tiêu Viêm đột nhiên tăng vọt lên. Kết thúc tập này ở đây, mọi người đăng ký kênh để xem tập sau nha.